chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Kính chào tất cả và kênh channel của Sao Này Sao Này. Hello mọi người, thì hôm nay mình quyết định là rủ hội chị em. Mọi người ơi, lâu rồi chưa rủ hội chị em clip, giờ nhớ chị em lắm luôn. Chị em có nhớ tôi không vậy? Nhớ không? Nhớ kiểu gì mà cho người ta mà cái số này hay ghê ha. Trời ơi nhìn đẹp không? Hôm nay vì một cái sự kiện quan trọng là hội chị em tôi gọi là chị ta quay clip với nhau nên tôi quyết định gọi là chị ta chơi cho mọi người đi chơi bắt cua. Đây để không? Sự kiện quan trọng chứ không? Đó, bắt cua. Ghê không? Hay quá à. Trời ơi, bình thường người ta đi chơi bãi biển này, đi chơi này chơi kia rồi xong cho người ta vào một cái chỗ bốn bức tường hay quá trời. Ủa cái gì vậy? Mình đi chơi biển à, chứ đi chơi biển, đi chơi xích đu, đi chơi gọi là công viên là xưa rồi, hiểu không? Bây giờ mình phải chơi gì? Chị bắt cua chứ nó độc lạ. Hôm nay bắt cua gì mọi người? Bắt cua không nhảy. Đồ nghe hay không? Nghe hùng ngầu không? Đó chị nhảy thử, ngoài tôi thách bà mua nhảy luôn ở đây tôi. Ủa ai? Không nhảy được nhá. Lắc đầu đi mọi người. Cách nó còn không nhảy được mọi người. Đây rồi, cách quá trời luôn mọi người, nghe tiếng cách của tôi không? Không nhảy được nha, map này là bắt cua không nhảy đó. Bạn nào từng chơi map bắt cua không nhảy chưa đừng quên comment vì sao biết nha. Đó map này rất đặc biệt nha. Không nhảy nhưng phải cố gắng vượt qua từng map. Đồ ghê chưa? Đáng sợ chỗ đó thấy không? Chị em thì ghê không? Đó, ok rồi. Qua được nhờ. Thì đó bây giờ tụi mình cùng vượt qua map nha mọi người. Đây nó có 3 chế độ đấy mọi người. Đây là easy, normal với hot thì không? Đâu có 3 chế độ ấy. Đó trời ơi, có 3 chế độ luôn. Quá mệt mỏi. Đây là map của chị chọn ra. Đâu là bình thường. Trời ơi, rồi cho tôi chọn khó hả? Cái gì cày thôi, đứng ra cho đẹp mọi người đó. Tôi khó cho mọi người đó. Rồi ok, bắt đầu cho chơi cái gì có cái lỗ gì trời. Tức dễ sợ cho map dễ thương ghê. Đó, rồi lên nè mọi người vô. Đó, rồi đây. Trời ơi map. Map mà nhìn đẹp nha, map mà nhìn thiên nhiên thích rồi nghe. Đó, rồi mua đâu rồi. Đó, rồi. Mua nè. Rồi bây giờ tụi mình không nhảy được. Bây giờ phải dùng cái trí giác của tụi mình nếu cái IQ vô cực để nhảy qua lên đây hiểu không? Bây giờ trong này có gì? Bốn lắp hả? Rồi ok, đơn giản. Easy map. Map easy, tôi chơi easy. Đó hay không? Nó đơn giản thôi, nó nhìn vậy không? Đó lên được nè mọi người, thấy chưa? Trời ơi. Mấy cái map này không có tuổi là mình dùng não. Đúng rồi. Đó, map này phải khuyến khích những người có não nghe, không có não là không chơi được đâu nghe. Đó nhớ nghe. Trời ơi, chị hay lắm khi mời em vô nha. Hiện tại là không có não khi chơi mấy map này đâu nha. Rất dễ sợ. Rồi bây giờ map gì đây? Chơi lắc rồi, bây giờ chơi đặt tiếp nè. Nó có mấy cái này như là mấy cái này nó hướng dẫn cho mình là mình nơi để đặt lắc qua mọi người. Nhưng mà biết gì không? Bây giờ là mình cứ đứng yên một chỗ thôi cho Sammy làm tất. Ủa gì vậy? Đẹp lên đi, đẹp lên. Trời, tôi nghe xong rồi tôi đau cái cổ họng mọi người. Cái gì vậy? Alo? Ê, hai người làm gì vậy? Trời, tôi bị ấu xin mấy người đâu. Bọn chị không có não với em nên là em làm tắt đi em. Ủa vậy luôn hả? Ủa vì anh muốn não lên tôi được làm mà. Ủa mà từ từ, cái này lên sao? Lên sao? Lên sao? Ai biết? Cầu thang, bên này có cầu thang nè. À, đây là biểu hội cầu thang. Ai trời ơi, đau quá. Đây, đó. Ủa rồi làm gì? Đứng đây làm gì nhìn hai má hả? Đứng lên đây nè. Đây. Đứng lên cao. Đây đặt trời đặt cái lắp xuống rồi tôi đặt lên ngoài đó. Trời hai người không đúng dữ. Trời ơi là trời. Đây, rồi đặt xuống từ từ nhảy xuống đây. Trời ơi. Hay quá trời. Đây, rồi ok lên. Rồi lên đây. Rồi bình tĩnh thôi, tự tin chiến thắng. Đó rồi. Ủa Sim làm gì Sim? Làm gì chứ cơ? Đây chị để em đứng cái gì đó. Ủa có hả? Ai biết đâu? Ai biết? xin lỗi Sim rất nhiều đã rồi đặt em qua nè. Ơi. Ê tôi tỉnh ra trong map này tôi chơi ba người mà sao tôi làm mình vậy? Hai chị làm gì hai chị? Không mình đâu có não đâu các bạn. Rồi là tôi biết map này cho người không não và có não đều dùng được nha mọi người. Ok tôi nói gì được chưa hai chị? Tôi mệt quá đã chơi mấy hai chị tôi khổ lắm. Đổ gì đây? Ủa con cá hả? Đi tắm đi tắm. Trời thích quá. Trời ơi tắm cơ. Trời ơi đi tắm mọi người mát quá. Ôi chỗ tắm đúng không? Mưa hình như là theo định luật thì chúng ta nhảy xuống chứ ta không lên. Ôi cái gì đâu? Cái gì đâu? Trời ơi thôi. Lên Sammy ơi. Nhảy mà... lên Sammy ơi. Nhảy lên Sammy. Tôi bảo thông mình ơi. Có gì chỗ trong đây có gì vậy? Ở đây chị có cần câu. Trời ơi mà câu tôi vậy. Cái gì câu tôi vậy? Cái gì vậy? Ai? Trời ơi lại là lên. Rồi lên. Trời ơi ok lên được rồi nha mọi người. Tôi biết nha. Tuy là mui đã tb nha mọi người. Ok không sao nên không thấy gì hết, không thấy gì hết nha. Đó. Thì ai tb? Đúng ai tb đâu Simi tb đúng không? Đúng không ai? Ai gì đâu đúng không? Cầm mui muốn nói gì vậy? Cầm mui kéo lên. À mui kéo hả? Trời ơi mọi người đừng thấy dòng chữ bên kia nha. Rồi ok mui đã cần câu. Ủa cần câu là làm gì vậy? Câu cá hả? Ai biết rồi. Nhạc nghèo dữ vậy đây. Ủa từ bên góc kia có cái gì mua đâu em cần câu quá em cần câu ơi có cái nút đây, em cần câu đây đường cần câu đây để em cần câu cho mọi người xem đây đó đây lên đây rồi cần câu chắc cái này luôn này mọi người đó đây ui lên được thấy chưa ghê chưa trời ơi ủa gì xem ủa có cái lá bên này anh em đi lên luôn cháu cho anh trời đất ơi là trời cái gì vậy
vậy lava hả? Cẩn thận nha. Cẩn thận cái, ui trời đau quá cái gì đây. Rồi bộ lắc rồi cầu thang. Trời ơi dễ. Dễ quá, dễ dàng, dễ thương luôn. Quá thấy chưa? Dễ dàng. Ủa sao bắt này đơn giản vậy mọi người? Sao nó easy như vậy? Cái trận này nó dễ. Trời ơi. Nhìn đi được. Cái nhìn... lửa này nó chỉ là để hù dọa tụi mình thôi, đâu hù dọa nít thôi. Trời ơi, lập cái lửa cho chị chứ ghê. Ủa bên này là gì vậy? Là gì vậy? Rồi sao không có gì sao luôn. Rồi bên này luôn. Bên này rớt xuống là hết luôn mọi người. Rồi, ủa môi xuống môi. Xuống. Cái gì vậy? Để quay. Cao mua cái con xác. Trời ơi, mua thông minh ở bốn lắc. Gì đó, bốn lắc, bốn cầu thang. Ủa mắt này cũng bốn lắc, bốn cầu thang dễ mà. Ủa, có gì không? Mình đặt bên kia luôn đi. Đây. À, trời à. Ơi. Cái wow. Mắt bên kia là làm cho nó thật là nhìn nhìn nó thật sợ hãi. Cái mắt này nhìn thật đơn giản thôi mình sợ mọi người ghê không? Cái mắt nó ghê không? Mắt bên kia là rất là cầu kỳ, còn bên này rất là đơn giản. Trời ơi. Trời ơi, dễ thấy quá dễ. Trời ơi, nó tâm toán vậy thôi. Trên này quan sát hóa ra chả được tác dụng gì. Thấy chưa? Làm cho mui nghi ngờ đó, xin nghi ngờ. Ủa gì đây? Trời ơi, cái gì mà lava vậy? Ủa, nó không mà. Giờ sao đây? Ai? Ui, cái gì? Wow, wow, không chết hả? Mui à? Mui à? Mui muốn gì? Mui muốn gì? I love you. Không có lớp gì đây, lớp vào đây tôi xuống lava đây. Lắp tàng hình nhìn là biết rồi mọi người. Đó, rồi đi sâu sâu đi sâu lần xin, đi sâu lần xin. Mọi người bình tĩnh. Đúng đúng, sâu lần xin. Em không lấy cái mông của em đẩy mọi người xuống nha. Rồi. Đó, rồi xuống đây, rồi có gì không? Mui dễ thúi luôn. Trời ơi, nó dễ dữ vậy. Mua cần à, bình thường thôi, mua gì chín đúng vậy vậy. Cái gì vậy? Cái bát này biết dành cho ai hả? Mắm gì vậy? À, ủa. Cái gì vậy? Nó treo mình cho cặp răng. Nó dùng răng để cào đồ hay sao chứ không thấy gì hết vậy? Ủa, có cái cào không? Có cái đồ cào không? Hả? Đây 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 đây, từ nãy mua có lấy rồi, mua lọ lấy rồi. Mua lấy hả? Ủa đâu ra? Mua cho tới mà cái gì vậy? Alo. Rồi Mui, bây giờ làm nhiệm vụ của chị để em lấy đồ cho chị nè. Đây, nhiệm vụ của một người nông dân để... mà chị phải làm nè. Sao mà tình? Để em lấy cái răng để em cào nha. Rồi. Cái gì lấy răng cào em xem. Đó, cào qua, cào qua, cào ra. Cào cho. Cào ra. Đó. Ghê chứ. Rồi ơi. Thôi chứ. Chúng ta đang trình, đang. Bây giờ chúng ta đang gọi là gì ta xem một màn biểu diễn của một con gọi là một con gấu kiếp đang lấy răng cào một đống này. Ok Mui, nhiệm vụ Mui này Mui. Đó, nhiệm vụ gì nào? Đâu. Đó, một người nông dân chân chỉnh làm gì chị? Đó, làm gì? Đó, trồng lúa chứ làm gì đấy, mọi người em nuôi chăm chỉ chưa? Đó, quá chăm chỉ luôn, đó. Mà cái map này chị trồng lúa thôi. Ủa, map này làm gì? Tự nhiên chơi trồng lúa. Ủa, mà mình trồng lúa là... À, tắm, tắm cho vui. Ồ, tắm hả? Chị vui không? Chị tắm vui không? Vui không? Ờ, thôi xuống mình nha cưng. Ủa, lên coi cưng, lên coi. Trời ơi, dễ thương gì? Làm dễ thương coi, trong này có gì không? Ủa gì đây? Từ. Trời ơi. Sim té đúng chỗ của cái này đúng sim. Trời ơi, tiên chi vũ trụ. Tiên chi. Em tiên chi á mọi người, em té có lý do hết. Trời ơi, ok, ok. Trời ơi, em không não đâu mà là em gọi là em cố tình ấy. Cố tình mọi người, chứ không phải sim té nha. Rồi cái gì đây, rồi múc cái gì đây. Rồi tôi nhìn là tôi biết nè, đó, cái map này tôi biết mà. Đó, gạt xuống, đó, một dòng sợ. Dòng gì? Ok vậy. Một dòng để. Sông. Đây trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa? Nó lỗi thôi mọi người. Nó lỗi thôi, hiểu không? Rồi vậy lên nè. Nhảy hả? Lên lên nó lỗi thôi. Rồi cái gì vậy? Ủa ai cấp con nước vậy? Tắt vậy. Ủa đang tắt vậy. Gì vậy? Trời ơi con sim sim chắc luôn. Là sim em luôn, lại không muốn cái gì em lên à? Thấy chưa? Gì đâu vậy? Sim ơi qua thôi. Sim không muốn gì em mà lên mọi người. Sim không đáng yêu quá. Sim cu tè quá, sim dễ thương quá. Ai cũng vậy mà. Lên, đó đây, rồi lên. Ủa gì đây? Ủa gì đây? Ủa có cái tàu gì? Ủa gì vậy? Bên này có cái tàu gì vậy? Ui. Ui, kiếm cướp nè. Trời ơi, nhìn tè quá rồi chứ không đào được, buồn ghê, buồn dễ sợ. Ủa gì đây? Ủa cho mình đi tàu hả? Ủa tàu tàu này mọi người chứ. À, trên này mình sẽ ngồi lên cái tàu này. Đây, đây đây. Ai, trời ơi cái tàu. Đâu xin đây, trên đó, đây xuống xem, đây xuống. Trời ơi, nhìn xem đi, tất công. Đây, đây, nó xuống đi xem. Trời ơi. Đi, đúng. Yeah. Tức chưa? Alo, tôi là... Xem này nè, cấp vô, cấp đâu nè, đây. Đâu, ok, chỉ có em, tôi thương tôi, đó. Mù cá môi rất ác độc nha mọi người, mình gọi cái môi là mù luôn. Ôi xem tẩy đi. Đi. Rồi sao đó. Đẩy ngược lại, đẩy ngược lại sao ơi, đẩy ngược lại. Ôi xin lấy em được à? À quên, trời quên. Quên, đẩy lại thôi, ok biết. Trời ơi, hay quá, rồi ok.
Rồi lên là xuống là trời ơi, bên kia một viên kim cương như một khối, bên này là một nùi kim cương nha cả nhà. Một nùi, thích chưa? Kim cương nhìn thích quá. Kim cương thì kim cương nha, thật sự là chả làm được gì đâu mọi người. Ủa má mày làm gì đây? À leo lên từng cái lắc này hả? Trời ơi đây tôi dùng IQ vô cực cái trò này. IQ vô cực này. Đây IQ vô cực của hội chem nè mọi người. Đây từ từ đặt đây nè. Đó. Đấy, đó. Okay. Xin đặt thêm cái rồi mình lên từ từ đi không? Đó, trời ơi chị em tôi nè. Trời ơi làm sao mà khỏi hội chem tôi, chị em tôi thông minh lắm mọi người. Đó, đâu có đùa được đâu. Ủa map gì đây? Trời ơi lại lắc màn hình nè. Cẩn thận nha. Đang rất cẩn thận đó. Rồi đi theo sau lưng mui nè. Cẩn thận nào, đừng đánh chị đâu được. Em không có keyboard cho chị đâu chị, em không có là ác độc cho chị đâu, chị đánh em đó chị. Ok. Rồi bên mui đi gì khủng lắm vậy mọi người. Đi cái gì mà khủng lắm vậy bà nội. Đi em đi. Thì sao hai tụi mình ngắm mui nằm vậy? Không sao mui ơi. Không sao mui. Có tìm đi. Không sao chị em sao bình tĩnh thôi mui. Không ai đẩy luôn á. Cái gì đây? Trời ơi. Chị thất này là một nha. Khoan. Ở ngay đằng sau ga mui chính là Sammy. Chỉ ôi có em. Sammy chạm được là mông ga mui thôi chứ không còn ai khác nữa. Trời ơi bây giờ bà còn qua chờ tôi hả? Trời ơi không, nhưng mà căn phòng này nhìn hơi chi thức nha mọi người. Phòng rất chi thức nha. Một căn phòng chi thức. Rất là em. Trời ơi một con người rất ghét đọc sách và chi thức cái gì. Mà đọc Doraemon không nè. Đọc sách. Sao vừa rồi bệt dễ sợ chi thức cái gì mà chi thức. Đồ sao cũng mà rồi gì đây. Ủa gì đây gần gạt gì đây. Ủa nó cho lắc gì. À từ từ nó lên được nè. À biết rồi dịch có đây. Rồi đây để tôi dùng cái thần kinh Doraemon của tôi nè đó. Đây trời ơi. Hay quá. Sao nó đầy đấy hả. Đây thuyền đó, thuyền cấp bến. Rồi qua chưa. Rồi nào qua tiếp. Rồi. Ủa. Rồi hai cái. Ủa. Chết. Không sao được, có cách ghép được. Chế tạo đi sao? Chế tạo đâu? Ấn chung là 4 cái nó xếp lại thành một cái cục. À, được rồi, trời ơi, may quá cả nhà ơi. Ủa mà từ như thiếu lắc mọi người. Ủa sao hai lắc sao bừa thêm lắc đó mọi người nè. Ủa gì? Em cầm lóc. Đây, trời ơi hai. Cầm một ba lóc nè. Ủa sao mọi người dư vậy đâu? Để đặt đây tôi. Đây rồi. Cho mà vừa. Sao không được ta? Cho vừa thôi. Đó, nhiều quá đó, dư rồi đó. Rồi, ok, rồi. Đây. Đập, rồi đó, đập nát thì ra mệt không? Rồi, đây, rồi, bây giờ mình lên đây mọi người, đó. Theo tôi dùng cái thần kinh nó rong tôi tiếp nè, đó, đặt lên đây đó. Ồ, không, lâu. Không, lên đây. Không phải, đây, hiểu không? Đó, lên, đó, đây, đó, hiểu không? Đơn giản mà đang giỡn. Đó, rồi, lên. Oh, cái gì vậy? Quay. Đó, y quay rồi, ok, rồi, bye bye mọi người nha. Đó. Trời ơi. Ôi, đùa, tìm ơi. Chị em mình sẽ chơi mà. Chị em mình chơi tới B mọi người. Có khi là mình bây giờ bỏ mặc Sam cho Sam chơi một mình không ta? Không khi nó bỏ mình kìa. Ê thôi nha. Tôi đùa thôi. Tôi đùa thôi với chị. Mà chị đang bỏ em mình. Em buồn em khóc mà chị. Mắt EQ nè các bạn. Mắt EQ nè em nhìn EQ. Mắt là chơi nhấn nút nè. Từ chơi nhấn nút nè đúng không? Đó hay đó. Chơi nhấn nút bình. Ui y như trường lắc mọi người dễ thương ghê. Rồi nhấn xin nhấn đây. Có nút bên này không? Nhấn ngoài. Ờ bên đây. Hay. Khổ ghê à. Đó. Cái... Rồi đây có nút gì đó không nè. Đó nhấn sạch nút nè mọi người. Đó. Có một cái nút gì đó nè. Ủa sao nó dính luôn vậy? Ủa sao nó dính? Từ. Ủa sao? Từ. À, đây. Trời ơi. Tưởng cái gì hết con. Rồi làm gì nữa? Rồi làm gì? Mình nhấn nút nào nữa? Bà nó hồi trên nữa. Đâu? Làm gì? Ui. Ủa được hả? À, ủa à. Nó hút người mọi người ơi. Cái gì? Trời qua đây coi đây mọi người ơi. À, nó hút người mọi người ơi. Trời ơi, mắt này dễ sợ lắm rồi. Em bình từ. Trời ơi, cái map gì đây? Cầu vồng rainbow. Trời ơi đẹp quá. Chị nè. Đó màu xanh nè. Ủa màu tôi đâu? Biển nè bạn ơi. Nhưng màu em đâu mọi người? Cầu vồng làm gì có màu xanh. Cái này là cái từ cái đổi xanh lá biển lên xanh lá biển. Màu em nè mọi người, màu em nè. Màu em đi. Mấy cái đổi nè. Màu em nè mọi người. Trời đau lòng của mọi người. Trời ơi khổ ghê rồi còn nút gì không dẫn mấy cái góc này là nhấn nút không à. Rồi cái gì đây? Có nút nào thì nhấn được hết mà. Rồi nhấn qua đây nút này rồi nhấn đi. Cái gì đây? Ủa. Ủa từ. Ủa sao đẩy qua đây rồi? Rồi gì đây? Ở dưới này có cái nút này à, em nhầm ở dưới này có nút chứ nhầm. Đâu? Có gì không? Đây nè. À. Từ rồi nhấn thử nha nha. Hiểu rồi, cái này nhấn xuống. Đây rồi. Cái hộp nha, cái hộp mà. Rồi. Trời ơi hay quá, xin bắt cô hay quá. Thôi để tôi. Nhấn cái gì? Rồi. Rồi.
Đó, thấy chưa, tôi bảo rồi, mấy cái này tôi nhảy ghê lắm. Rồi đó, chị em bắt tay bê, chị em mình không làm gì đâu. Chị em mình làm gì đâu mọi người. Chị em mình không có tay bê nha. Chị em mình chơi rất là sòng phẳng nha mấy bạn xem nào. Bà biển mình... nè. Ủa vậy đây, thôi nghỉ biển. Rồi, ok, nghỉ biển. Mua, mua vô đây cầm vô đi mua. Mua cho em chai coca, mua. Cho em chai coca chị. Chị phải làm là sao? Cho em chai coca chị. Đó, chị gái, cho em chai coca. Cho em lon Pepsi. 5.000 đô em ơi. Thôi, thôi bà ăn mình đi bà, bà ăn mình đi. Bán với ai mua? Ủa gì đây? Xẻng cát nè, rồi cái này tôi lại biết rồi nè, đơn giản, quá đơn giản luôn. Đây. Ủa người ta làm đi làm lại cái này thì vậy. Rồi xăm đi lên, xăm đi lên, xăm đi lên. Là sao, là sao, là sao, là sao? Lên, đây, đặt rồi. À, rồi, 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 hiểu hiểu. Trời ơi, may quá nhờ mua, may quá. Rồi, đây. Trời ơi, chị mà là em. Quên. Đây từ từ đặt xuống. Đặt đi. Đó, rồi. Rồi, lên. Rồi, chị em mình lại. Ủa từ từ. Ủa bên này có gì đâu? Có gì cây. Ê, bên này không có. Là sao? Bên này không có khó gì hết nè. Ủa có ba heo. Ủa con heo gì đây? Heo gì đây? Hello. Heo mẹ. Ủa gì? Heo ba. Heo con. Ủa rồi ôi gia đình. Ủa trên đây có nè. Ủa trên đây có khùng nè. Ủa có cái gì? Ủa từ từ. Hình như có gì đó không đúng mọi người ơi. Từ từ. Chạy sang nhanh lên, chạy sang nhanh lên, chạy sang. Ê từ từ. Mọi người bình tĩnh. Bây giờ ví dụ tôi nhìn thẳng nha. Là nó không có gì hết, nhưng mà tôi quay đầu lại. Có gì không? Ủa. Hiểu rồi. Cái cầu thang ngại mọi người, mình phải đi lui, mình sẽ không nhìn nó, hiểu không? Nó sẽ không cho mình đó, nhìn lui đó. Là nó chỉ xuất hiện khi mình không nhìn cái cầu. Đây gọi là cái cầu ngại ngùng mọi người ơi, đáng sợ chưa, cầu ngại ngùng. Đó, đây, hiểu không? Đó, bây giờ hai tụi mình quay hướng ngược lại là nó bắt đầu mất nào đó. Sim đi lui. Cho mất đi, cho không, sim đi lui lại rồi. Sim đi lui à, cầu nó xuất hiện. Trời, thông minh liền. Trời ơi, cầu nó dữ thần vậy hen. Ở gì đây, mua bên này gì? À, tôi cần cầu thang rồi, trời ơi. Đây, trời ơi, bắt cô qua. Ê, để coi ai đầu tiên. Ui, ui rồi. Thi nha. Thi nha. Ui, đau quá mọi người. Sao bị ghê hả? Ghê chưa chạy. Ui, trời ơi, đừng đẩy xem, đừng đây. Ui, đừng có làm gì đó. Mày quá sợ quá mọi người, rung bầm bập luôn. Rung cầm cập. Ồ, rồi còn cái cuối, còn cái cuối. Lê liệt. Lên. Trung kết, trung kết. Cái cuối mà rớt sao? Trời ơi, tức dễ sợ luôn. Thôi mọi người, bây giờ mọi người cố lên. Ok, sim, đợi mua đi mua. Sim, đợi mua. Ủa gì vậy? Gì sim? Gì vậy? Bất lực nó. Sim bất lực mọi người. Nó trâu đất rồi, nó giả luôn mọi người. Cố lên, mười ơi, cố lên. Chị em cứ để tôi lo tất chị em nha. Ok. Ôi ok, hay quá mọi ơi. Rồi, mua cần tim. Ủa, có ai tay bê tôi không? Có ai quên tôi không vậy? Alo. Anh tự đi lên đi. Alo. Trời ơi trời, quên đúng tôi luôn hả? Mọi người quên đúng người vậy? Ủa gì đây? Map gì đây? Để tôi quay. Có cái nút. À, trời ơi, mới nhắc à, có cái nút rồi mọi người đó. Tôi nói là cái mắt tôi tinh, gọi là tinh ranh lắm mọi người. Nó nhìn thấy việc là cái nút là làm gì đây? Đây, từ. Làm gì vậy? Từ, để em kích quay cái nút là làm gì? Ấn vô là cái cửa xuất hiện. Bay. Mọi người đang bay nè. Trời ơi, thích quá. Bay. Cũng chặn tôi luôn. Bay. Ủa gì vậy? Từ. Ấy, trời ơi. À, có thời gian bay mọi người, từ từ. Ok, bây giờ tôi kích cả mọi người bay nhanh nha. Đó, nhanh nha. Ồ, mua. Hay là bây giờ mình đứng tới đất xong mình bay vô đất luôn đi. Ủa gì vậy? Đúng rồi. Ủa gì luôn? Bây giờ chị đứng vào đâu, em đứng vào đâu? Ủa, thật luôn. Từ từ, thử quay. Trời. Trời ơi. Chị em tôi thông minh quá mọi người, không chịu nổi luôn. Trời ơi, chị em tôi đúng là Superman mọi người. Ê chị em ơi, thương mình thì TB nha mọi người. Không mà mình cũng có không bấm nút mọi người. Mình cũng ủa gì đây, map gì đây? Ủa có cái nút gì đây? Ủa cái nút gì mà lộ thiên dữ vậy? Lần ủa cái có cái nút gì mà lộ thiên dữ sợ. Để coi cái nút. Ủa kích. Ủa có cái nút gì vậy? Kích có gì đâu? Ủa có cái cửa nè. Cửa luôn nè. Ủa map này để làm gì vậy? Ủa map này làm gì vậy mọi người? Sao tôi cảm giác cái map này. Tự nhiên tôi thấy cái cửa bình thường mà ta. Ủa kích cho gì vậy? Ủa gì đây? Map gì đây? Ôi. À. Map này là nghệ thuật nha. Map này lên nghệ thuật nha. Nhìn nè. Đó, lên nè. Trời ơi, nghệ thuật nha mọi người, bình tĩnh. Ý. Trời ơi. Lên. Đó, lên. Đó, map nghệ thuật nha. Nghệ thuật, map này map lên nghệ thuật nha mọi người. Nghệ thuật thật. Ừ. Ê, gì em đây? What sao rớt lên. Ha. Hai. Đây. Mui lên đi Mui. Trời ơi, ghê hoài Mui. Trời ơi, bây giờ phải lên nè. Thôi Mui nhường chị em đi trước. Tôi là người tốt bụng, hiểu không? Trời ơi, thôi Mui đạp Mui cho em lên đi Mui. Đó, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Tiền hen. Tiền mà, người đằng sau khỏe lắm. Xuống.
Xuống đi. Ủa Zip lên rồi à? Rồi lên rồi. Mới là đạp đạp. Thank you so much. 5.000 đô em ơi. Ai ra có tiền đâu chị. Rồi bây giờ đây đây. Trời ơi khó nè, cái này mày khó nè, cái này mày khó nè. Mua bây giờ hai tụi mình đạp lên hết luôn chị. Bây giờ làm sao? Giờ công vừa về có đưa tiền không? Không có tiền chị ơi. Thương em đi. Em có cách này, chị đánh các bụi rơi xuống lời là hay em. Thấy chưa, Sim đưa ra kế hoạch hay quá Sim, 10 điểm. Rồi ok, tay bê mua lên nhanh đó mọi người. Ủa gì đây? Ê, khỏi tay bê nha. Khỏi tay bê nha. Khỏi tay bê nha. Ở đây chị có một quả lá chị. Ở đây chị đã mắt này nó thẳng xong nó cho mình. Tầng đất hơi. Mắt mua mắt này kỳ ghê, thẳng xong thì đến được nè. Ôi nhanh vậy giờ đồ kim cương. Lại. Cái quỷ gì? Tôi lấy được 8 viên. Xin lấy bao nhiêu viên? 6 viên. Ok, mua bao nhiêu? Không nhiều lắm, có 40 à. Trời ơi, bà nhìn cái lúc một phát. Trời ơi, tham lam dễ sợ bà nội, bà dữ thần vậy. Trời ơi, tôi được bắt cua như một con khùng, được 8 viên, xin được 6 viên, còn bà mua 40 thì chưa? Bà mua khinh và còn quăng nữa thì chưa? Trời đất ơi, tất dễ sợ không? Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem hết clip này nha. Các bạn có thích Sam và các bạn có thích cái map bắt cua không không nhảy này không, đừng quên comment về Sam biết nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Nếu có thích video này thì quên cho Sam một like, share, comment, đừng quên subscribe cho tất cả thành viên trong hết tôi nha. Và nếu bạn thương Sam hơn nữa khi xem video của Sam có hiện quảng cáo thì các bạn cần xem video của cá nhân Sam từ 5 đến 10 giây thôi giúp Sam có số tiền nho nhỏ mọi người ơi. Ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye.